Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây có một miếng đất nền lậu nhựa đang bán, thì em quay cho anh chị mình xem ha. Thì trước tiên là cái con đường này nè, anh chị đi thẳng ra khoảng tầm chừng 500m thôi là mình sẽ tới đường tỉnh lộ 878. Anh chị nhìn nè, anh chị thấy cái bảng hiệu mà người ta quảng cáo không? Bảng bự bự màu xanh xanh này nè. Thì ở đó ngoài là ngoài đường tỉnh lộ 878 nha. Đó anh chị, thì ở ngoài này là chỗ cầu Chợ Bưng nha. Từ cầu Chợ Bưng anh chị quẹo vô đây thì từng tầm chừng 500m thôi. Đất của mình là mặt tiền lộ nhựa mà gần sông nữa. Anh chị nhìn nè. Này, cái miếng đất bên này nè là cái miếng mà em sẽ giới thiệu cho anh chị. Còn ở ngoài trước là mặt tiền lộ nhựa ha. Còn ở ngoài trước nữa là có gần sông. Chỗ này thì cái nước này là em thấy nó hơi đục. Thì anh chị nhìn nè, cái miếng nền mà em giới thiệu cho anh chị là bề ngang là 15m. Từ ngay chỗ này nè anh chị đi ngang qua tới chỗ cây cọc ở đây luôn, bề ngang là 15m, bề dài là 18m, trong đó thì có 190m² thổ cư. Anh chị nhìn nè. Này, bề ngang là 15m là từ chỗ này nha anh chị. Ở đây á, chủ người ta có xây một cái căn nhà nữa nè. Một bề ngang là 15m là từ đây đi qua bên này. Nè, bề ngang 15m tới đây nha anh chị. Rồi bề dài là 18m tới số chỗ này, em sẽ đi xuống cho anh chị mình xem luôn. Đây nè anh chị. Bề dài là 18m là tới chỗ cây này nè. Đi ngang qua. Đó. Ngang qua vuông dứt qua luôn nha. Đây, đi ngang qua là tới chỗ mà cây cao ở đây nè, cái chỗ mà cây trắng trắng đó anh chị. Thì cái miếng này á, là bề ngang là 15m, bề dài là 18m, trong đó thì có 190m thổ cư. Đất mặt tiền lộ nhựa gần sông luôn. Điện nước là đầy đủ hết. Thì chủ nhà kêu giá là 1 tỷ 50 triệu. Em nghĩ là miếng này thì cũng khá là ok ha, 1 tỷ 50 triệu thì anh chị có thể mua miếng này rồi mình xây nhà. Ở ngoài trước thì anh chị có thể kinh doanh mua bán. Chủ người ta có xây một cái trại để kinh doanh mua bán nè. Nè anh chị nhìn xem. Ở đây thì buổi sáng anh chị có thể bán hủ tiếu, bánh canh. Hoặc là anh chị mở một cái cà phê nhỏ nhỏ thì cũng được. Tại vì cái con đường này nè là thường tới giờ mà đi học á, học sinh đi con đường này rất là đông nha. Cái trại này nè em thấy là nó cũng còn là khá là ổn á. Anh chị về mình sửa lại tí xíu thôi là mình mở rồi mình kinh doanh liền cũng được. Ở đây thì nhà cũng khá là đông nha anh chị.
Đây, ở đây là cũng gần cái bệnh viện đa khoa đang xây nữa. Em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem. Đất của mình là hướng đông nam nha. Thì anh chị xem nè, đây là thành phố Mỹ Tho. Thành phố Mỹ Tho là kéo dài tới cái đường này luôn nha, tới đường 870 luôn nè. Tới qua bên tới đường 870 thôi. Thì ở bên này là thành phố Mỹ Tho. Thì anh chị nhìn nè, đất của mình đó là gần cầu Chợ Bưng, gần đường tỉnh lộ 878. Đây anh chị nhìn xem nè, thì ở đây là có chỗ mà bệnh viện đa khoa đang xây nè. Đó, ở đây là ngã tư Đồng Tâm, ở cái chỗ này là cầu Chợ Bưng. Thì đây là cái vị trí miếng đất mà em đang đứng đây. Ở đây là gần chợ Chợ Bưng nha. Từ ở đây nè, anh chị lên lại ngay chợ là chỗ này nè. Ở ngay chợ thì mình đi qua tầm chừng 1 phút 2 phút thôi, sát bên luôn. Em nghĩ là anh chị chạy xe đạp mình đi chợ cũng được. Rồi xung quanh thì trường tiểu học này, trường mầm non rồi trường cấp 2 rồi cũng khá là nhiều ha. Anh chị xem nè, chợ Bưng sát bên luôn ha. Rồi từ ở đây mà anh chị về trung tâm của thành phố Mỹ Tho á, thì là khoảng 7,3 cây số, chạy xe khoảng 12 phút. Ở đây là trung tâm thành phố Mỹ Tho ha. Còn mà anh chị chạy tới đây thôi là tới vừa tới phạm vi của thành phố Mỹ Tho á, thì tầm chừng 1 cây số thôi, tầm 1 đến 2 cây á. Còn từ ở đây mà anh chị về bến xe miền Tây á, là khoảng 56 cây số nè anh chị, 1 tiếng 15 phút, khoảng 56 cây số. Ở quanh đây thì ở đây là đường điện, đường nước đầy đủ hết luôn. Quanh khu vực này thì anh chị thấy nè, nhà của người ta nè cũng khá là đông. Anh chị về đây thì mình sẽ không có sợ buồn nha. Ý ở ngoài này là đường bự nữa. Đó anh chị xem, cái này là cái đường điện trước đất của mình nè. Điện, nước, wifi là đầy đủ hết. Hình như là có một cái dây đường điện ba pha nữa. Đó anh chị xem. Me đó anh chị, rất là nhiều ha. Em đã kịp hái me rồi đó anh chị. Anh chị xem nè, em rảnh rảnh á, em chạy dọc dọc cái con đường này một đoạn cho anh chị mình xem coi như thế nào ha. Em xin nhắc lại với anh chị nha, miếng đất của mình là bề ngang 15m, bề dài 18m, có 190m thổ cư, đất mặt tiền lậu nhựa, giá là 1 tỷ 50 triệu.
đây có quán trà sữa rồi nè. Ha, anh chị thấy là nhà khu này rất là đông ha. Vì ở đây là không khí ở đây thì rất là trong lành và mát mẻ. Tại nhà cũng khá là đông, anh chị sẽ không sợ buồn. Rồi, em quay một đoạn vậy cho anh chị mình xem thôi nha. Em xin chào anh chị ạ.